Thực ra là các Shark ở đây đầu tư vào con là đầu tư vào một cái gọi là tư duy về giáo dục và dạy dỗ con cái, làm thay đổi cái nhận thức của các bố mẹ về cái quan niệm rằng trẻ con chỉ có học và học một cách máy móc, và con đã làm được những điều thực sự rất vĩ đại ở cái tuổi của con. Ban đầu tụi em theo đuổi dự án này là tụi em nghĩ là dù có phần trăm hay không có phần trăm tụi em cũng sẽ theo. Tại sao? Tại sao? Thứ nhất vì tụi em muốn làm được những cái gì mà tụi em đã cam kết với nông dân. Và tiền mặt bây giờ có bao nhiêu? Dạ tiền mặt là không. TPBank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ, đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh 1 năm. Anh đưa ra 2 option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có 2 offer nhá. Cái offer của Sắc Phú.